bôn ba khắp nẻo dương trần. Nay con về với cửa nhân cõi thiền, bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ nghi lên ý chùa, hôm mi nay chúng con thành tâm đội lễ nghi lên ý chùa, thắp một tuần nhang hướng về Đức Phật, tâm trí nhẹ nhàng phong thái nghiêm trang. Con nguyện cầu hai chữ bình Phật nghĩ đàn. Ôi linh thiêng phút giây bình yên, quỳ dưới nghĩ Phật nghĩ đàn. Chuông mõ ngân vang kệ kinh lắng lại, con thấy trong lòng như có nắng ban mai, như nhiệm màu Phật pháp mi, Phật pháp sáng ngời nghi soi nghi. Sống ở nghi trên ý đời, luôn tu tâm tích nhân người ơi. Sống ở nghi trên ý đời, nhớ lời Phật dăm từ bi bác ái, thì giá chân thành cho phúc đức sinh sôi cho cuộc đời mãi 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 hơn thì vui nghi. Cứu khổ muôn người, trong nhân gian biết bao khổ đau. Cứu khổ muôn người, thiện hiếu muôn nơi, Phật trong tâm đó ai có lòng thành. Phật độ chứng minh tâm đức Phật, Phật ở Phật nở trong tâm đi. Xóa hết nghi lỗi nghi nghi lầm, khi tâm ta sáng trong thiện nhân. Xóa hết nghi lỗi nghi nghi lầm, không làm ác gian, chăm lo công đức, chung sức xây đời hạnh phúc ấm no. Phật trong đời, Phật chiếu, Phật chứng muôn nghi nghi.